Dự báo tiên tri ở Trung Quốc về quy mô GDP 400 tỷ đô la của Việt Nam sắp thành sự thật. Xin chào các bạn khán giả yêu quý của Tri Thức Việt. Các bạn thân mến, hồi tháng 3 năm nay, trên Baidu của Trung Quốc xuất hiện dự báo về tăng trưởng kinh tế thần kỳ của Việt Nam. Theo chuyên gia, học giả Trung Quốc, năm 2022 này, quy mô Việt Nam có thể đạt gần 400 tỷ đô la. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người của Việt Nam năm 2022 cũng tăng lên đạt khoảng 400.000 đô la một người một năm. Đây là dự báo mang tính tiên tri của Nan Shang Jianxi rằng năm nay, Việt Nam có thể tăng trưởng vượt đỉnh, mở ra giai đoạn phát triển mới, nhận được rất nhiều thảo luận từ cộng đồng mạng Trung Quốc. Người khen, kẻ chê, người nghi ngờ có, người ủng hộ cũng có. Vậy chi tiết của dự đoán này như thế nào và đến thời điểm hiện tại, liệu lời tiên tri của các chuyên gia ở Trung Quốc có trở thành sự thật hay không? Hãy đi vào chi tiết video với chúng mình nhé! Các bạn thân mến, những năm gần đây, các chuyên gia, nhà báo Trung Quốc liên tục có nhiều bài đăng nhằm giải mã sức mạnh kinh tế như vũ bão của Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm mà nhiều nhà máy tại Trung Quốc phải tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch COVID-19 và các hãng sản xuất quốc tế đang lo lắng vì vấn đề tắc nghẽn trong khâu vận chuyển hàng hóa, thì những số liệu thống kê của Việt Nam đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ. Việt Nam có tiềm năng phát triển rất tốt, vị thế địa lý là ưu điểm, người dân cần cù lao động, chính sách điều hành đúng đắn, đó là những cơ sở cho triển vọng tăng trưởng của đất nước. Cư dân mạng Trung Quốc bình luận dưới dự báo của Baidu. Cùng với các chính sách củng cố nội lực nền kinh tế, Việt Nam cũng tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Baidu, dự kiến đến năm 2022, Việt Nam sẽ thu hút hàng chục tỷ đô la vốn đầu tư nước ngoài và nguồn vốn tại chỗ sẽ đạt 20-21 tỷ đô la tại Mỹ. Bên cạnh đó, việc tham gia trên 15 hiệp định thương mại, trong đó có CPTPP, RCEP và EVFTA thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu, giúp Việt Nam đạt được nhiều thành công hơn trong lĩnh vực ngoại thương. GDP của Việt Nam vào năm 2022 có khả năng sẽ tiệm cận hoặc đạt 400 tỷ đô la với mức dân số khoảng hơn 98 triệu người. GDP bình quân đầu người của Việt Nam có thể sẽ đạt 4.000 đô la Mỹ. Cả quy mô kinh tế và mức bình quân đầu người có thể đạt tới mức cao. Trên Baidu nhấn mạnh, đây là mức đột phá của Việt Nam. Người Trung Quốc cũng cho rằng đây là chiến thắng cho Việt Nam cả về mặt kinh tế lẫn chính sách ngoại giao. Mặc dù đây là điều đáng kinh ngạc với nhiều người, nhưng lại là điều có thể đoán trước được đối với những chuyên gia đã theo dõi sát sao Việt Nam trong vài thập kỷ qua. Âm thầm và lặng lẽ, Việt Nam đã chuyển mình từ một trong những nền kinh tế khó khăn nhất toàn cầu sang một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất. Trong khi sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Mỹ còn vô tình hỗ trợ cho sự tăng trưởng gần đây của Việt Nam. Kết quả tăng trưởng trong quý 3 năm nay với con số 13,67% không phải con số ngẫu nhiên mà là sự tăng trưởng thực chất của nền kinh tế do nền kinh tế của chúng ta đang phục hồi. Như cách mà Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Vương lý giải khi bình luận về con số ta chưa bao giờ thấy được trong tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Vậy liệu chúng ta có thể đạt được mức 400 tỷ đô trong năm nay như dự đoán của Trung Quốc hay không? Tại báo cáo Dự báo triển vọng toàn cầu quý 4 năm 2022 của nhóm nghiên cứu ngân hàng UOB Singapore đánh giá, sự phục hồi mạnh mẽ của GDP Việt Nam trong quý 3 năm 2022 đặt nền tảng cho một kết quả tích cực trong cả năm 2022. Theo đó, dự báo tăng trưởng năm 2022 của Việt Nam được nâng lên mức 8,2% so với mức 7% được công bố trước đó. Theo UOB, tăng trưởng GDP quý 3 năm 2022 của Việt Nam là mức tăng trưởng nhanh mạnh nhất ở khu vực châu Á, cao hơn so với mức tăng 13,5% của Ấn Độ. Tăng trưởng GDP 3 quý đầu năm của Việt Nam tăng 8,83% so với cùng kỳ và cao hơn đáng kể so với mức tăng 6,2% đạt được trong 2 quý đầu năm. Trong đó, nhiều hoạt động được thúc đẩy như xây dựng, kết quả gộp 3 quý đã tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước và so với 3,7% trong quý 2 năm 2022. Sản xuất 10,7% và so với 9,7% trong quý 2 và dịch vụ 10,6% và so với 6,6% trong quý 2. Sự phục hồi đặc biệt rõ rệt trong lĩnh vực dịch vụ khi mảng dịch vụ lưu trú và ăn uống trong 3 quý đã tăng 41,7% so với cùng kỳ và so với mức 11,2% trong quý 2. Trong khi phân khúc vui chơi giải trí tăng 14,5% so với cùng kỳ từ mức 8,5% trong quý 2 năm 2022 do các hạn chế được nới lỏng và khách nước ngoài quay trở lại, UOB khẳng định. Cũng theo báo cáo mà IMF công bố vừa qua, năm 2022, quy mô GDP Việt Nam sẽ đạt khoảng 408,95 tỷ đô la. Năm 2023 và năm 2024, IMF dự báo quy mô GDP Việt Nam xếp thứ tư trong khối ASEAN 6 đạt lần lượt là 462,64 tỷ đô la và 615,6 tỷ đô la. Ngoài IMF, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 cũng có dự báo đầy lạc quan theo nhịp sống kinh tế.
Cụ thể, tại báo cáo triển vọng kinh tế khu vực ASEAN Cộng 3 năm 2022 của Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 AMPRO công bố vào tháng 10 năm 2022, AMPRO nâng mức tăng trưởng dự báo của Việt Nam lên 7% so với mức 6,3% được công bố vào tháng 7 năm 2022. Với dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 ở mức 7% của IMF và AMPRO, quy mô GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 393,76 tỷ đô la. Trong báo cáo triển vọng phát triển châu Á ADO cập nhật 2022, công bố vào tháng 9, Ngân hàng Phát triển châu Á ADB giữ nguyên triển vọng kinh tế Việt Nam tăng trưởng GDP đạt 6,5% trong năm 2022, như báo cáo hồi tháng 7 trước đấy. Theo đó, GDP Việt Nam năm 2022 đạt khoảng 391,92 tỷ đô la với mức dự báo tăng trưởng 6,5% của ADB. Tại hội nghị với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với chủ đề Vượt qua thử thách, nắm bắt cơ hội, hợp tác phát triển, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ cũng cho biết, sau hơn 35 năm thực hiện chính sách đổi mới với 3 trụ cột, xóa quan liêu cao cấp, thực hiện đa sở hữu, hội nhập, Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Quy mô GDP tăng từ chưa tới 4 tỷ đô la lên khoảng 400 tỷ đô la trong năm 2022. Các bạn thân mến, đây không phải lần đầu tiên người ta đi tìm bí mật đằng sau câu chuyện thành công của Việt Nam và chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Có rất nhiều điều Việt Nam đã làm được khiến thế giới phải kinh ngạc, nhất là với xuất phát điểm thấp và chịu hậu quả nặng nề do chiến tranh gây ra. Ngày 29 tháng 9, trang The Diplomat đăng tải bài viết có tựa đề Vì sao tương lai kinh tế Việt Nam tươi sáng và ngày càng tươi sáng hơn? Tác giả Vincenzo Caporale trong đó nêu bật câu chuyện thành công và kỳ tích kinh tế đáng kinh ngạc của Việt Nam. Theo tác giả, dù còn tồn tại một số khó khăn tiềm ẩn, nhưng Việt Nam vẫn đang ở vị thế rất tốt để tận dụng các lợi thế về kinh tế. The Diplomat lưu ý, khi Việt Nam lần đầu tiên thực hiện cải cách, Việt Nam là một trong những nước nghèo nhất trong khu vực với tỷ lệ nghèo trên 70%. Đến năm 2020, tỷ lệ này đã giảm xuống còn 5% và hơn 10 triệu người đã thoát khỏi đói nghèo chỉ trong những năm 2010. Theo Diplomat đánh giá, Việt Nam đã được hưởng lợi khi các công ty lớn chuyển sản xuất sang quốc gia này nhằm tận dụng lợi thế chi phí thấp, cơ sở hạ tầng phát triển, môi trường kinh doanh thuận lợi và thành công trong việc giảm thiểu tác động kinh tế của COVID-19. Lấy ví dụ, Foxconn Hon Hai, nhà sản xuất điện tử nổi tiếng có hợp đồng với tất cả các công ty công nghệ lớn, bao gồm cả gã khổng lồ Apple, tuyên bố sẽ đầu tư 300 triệu đô la vào một nhà máy mới ở miền Bắc Việt Nam. Gần đây, Google đã thông báo rằng họ có kế hoạch chuyển một nửa lượng sản xuất điện thoại Pixel sang Việt Nam, trong khi Microsoft chọn Việt Nam làm nơi sản xuất Xbox. Theo giới quan sát, tiềm năng tăng trưởng kinh tế tốt chính là yếu tố giúp Việt Nam thu hút dòng vốn đầu tư lâu dài từ các quỹ ngoại trên toàn cầu. Quỹ đầu tư Pinellitter của Phần Lan sau 15 năm đầu tư tại Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục chọn Việt Nam là điểm đầu tư lâu dài trong thời gian tới. Theo ông Dutchy Pering, thành viên hội đồng quản trị PYN Fund Management, quỹ đầu tư Phần Lan, nhận thấy cấu trúc của nền kinh tế Việt Nam rất tuyệt vời, sự tăng trưởng về lâu dài là ở đây. Xuất khẩu 15 năm qua rất tốt, tăng gấp 5 lần thị phần trên thế giới. Các chính sách của chính phủ do vốn FDI cũng rất tốt nếu nhìn về dài hạn, bất kể là thời gian nào. Chính sách của Việt Nam vẫn không đổi, giữ cho đất nước phát triển tốt. Ông Petri Durin cho hay, các nhà đầu tư như chúng tôi cảm thấy an tâm khi mọi thứ đều hòa hợp như vậy. Với niềm tin vững chắc từ các nhà đầu tư nước ngoài, chiến lược đúng đắn và sáng suốt của chính phủ, quyết tâm của từng người dân, giới chuyên gia đặc biệt lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam không chỉ trong năm nay mà cả các năm tới và các con số 400 tỷ đô giờ đây không còn là giấc mơ xa vời nữa, mà chúng ta có thể tự tin và khẳng định chúng ta có thể làm được. Còn các bạn có suy nghĩ gì về vấn đề này? Hãy để lại bình luận cho chúng mình biết nhé! Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của Tri Thức Việt. Bye bye!